lên đến 99% các loại vi khuẩn, lọc sạch tất cả các hạt bụi có kích thước nhỏ lên đến 0,3 micromet. Hơn nữa, với máy lọc không khí còn có tác dụng hút sạch tất cả các loại mùi hôi trong không khí như mùi thuốc lá, mùi thức ăn, lọc sạch tất cả các loại khói bụi độc hại. Hơn nữa, sử dụng máy lọc không khí còn có tác dụng dưỡng ẩm, làm đẹp da, đẹp tóc. Chính vì vậy, trong video hôm nay, siêu thị Hải Minh muốn giới thiệu đến các bạn một chiếc máy lọc không khí của Hitachi được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Đó chính là máy lọc không khí Hitachi EP-P50J. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé. Như các bạn có thể thấy thì máy được thiết kế khá nhỏ gọn. Với hai con màu chủ đạo đó là màu trắng và màu đen. Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Đi kèm máy thì gồm có hướng dẫn sử dụng, một bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và một bản hướng dẫn sử dụng bằng các ngôn ngữ khác, giúp cho người dùng thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu về sản phẩm. Đi kèm với máy là một điều khiển từ xa. Trên điều khiển từ xa này thì được tích hợp tất cả các tính năng của sản phẩm. Như các bạn có thể thấy thì máy có thiết kế khá là nhỏ gọn, dày dặn, với trọng lượng chỉ khoảng 8 kg, giúp thuận tiện cho quá trình di chuyển sử dụng. Mặt trước của máy có màu trắng. Đây là giao diện điều khiển của máy. Màn hình hiển thị chế độ làm việc và giá trị độ ẩm. Nút bấm bằng phím cơ. Bên dưới thì có các chú thích bằng tiếng Anh. Máy có chức năng vừa lọc không khí vừa tạo ẩm, nên là có cả cảm biến ẩm và hiển thị độ ẩm. Không khí sẽ được hút vào phần bên dưới và ở hai bên hông này của máy. Về cấu tạo thì máy có thể tháo lắp dễ dàng. Mặt trước có thể tháo lắp rất dễ dàng. Lớp ngoài cùng là màng lọc thô, có chức năng giữ lại tất cả các loại bụi có kích thước lớn. Tiếp theo là màng lọc kép, màng lọc HEPA, thực hiện nhiệm vụ là giữ lại tất cả các loại hạt bụi có kích thước nhỏ, vi khuẩn, nấm mốc. Mặt sau là than hoạt tính, có tác dụng khử mùi hôi trong không khí. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì bộ lọc HEPA này có tuổi thọ lên đến 2 năm khi sử dụng ở chế độ tự động và sử dụng liên tục 24/24. Bộ lọc HEPA kết hợp với bộ lọc thô cho khả năng lọc không khí chất lượng hơn và hiệu quả hơn. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng có thể vệ sinh bộ lọc HEPA bằng máy hút bụi chuyên dụng. Tiếp theo đây là quạt gió, có chức năng hút không khí vào bên trong và đẩy khí sạch ra bên ngoài. Cơ chế hoạt động của máy là khi cắm nguồn cho máy thì quạt gió sẽ thực hiện chức năng là hút không khí vào bên trong. Sau đó màng lọc thô sẽ thực hiện nhiệm vụ là loại bỏ tất cả các loại hạt bụi to, lông động vật, tóc. Tiếp đến là không khí sẽ đi qua màng lọc HEPA và màng lọc HEPA sẽ thực hiện chức năng là loại bỏ tất cả các loại hạt bụi mịn, phấn hoa và nấm mốc. Phần màu cam này chính là màng lọc tạo ẩm. Màng lọc tạo ẩm thì cũng có thể làm sạch, cũng có thể rửa sạch bằng nước. Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J hoạt động theo nguyên lý tạo ẩm tự nhiên. Đây là bình chứa nước 2,5 lít. Chúng ta sẽ đổ nước sạch vào bình chứa nước. Sau khi lắp bình nước vào máy và khởi động thì nước sẽ tràn ra và ngấm vào màng lọc. Màng lọc tạo ẩm sẽ thực hiện chức năng của nó. Màng lọc tạo ẩm thì cũng có thể tháo ra để vệ sinh một cách dễ dàng. Tiếp theo là cửa cảm biến độ ẩm. Cửa cảm biến độ ẩm này thì có chức năng là báo độ ẩm cho phòng. Máy có hai chế độ tạo ẩm là 50% hoặc là 60%. Ví dụ khi bạn chọn giá trị 60%, nếu độ ẩm không khí ở mức lớn hơn 60% thì máy sẽ không bổ sung thêm độ ẩm nữa. Còn nếu độ ẩm trong không khí này mà nhỏ hơn 60% thì máy sẽ bổ sung đủ độ ẩm để tốt cho sức khỏe, không ảnh hưởng đến các thiết bị hay là các nội thất trong nhà. Hơn nữa, ở độ ẩm 60% thì da chúng ta sẽ không bị khô. Đây là cảm biến mùi. Có chức năng nhận biết các mùi trong không khí, từ đó đưa ra những chế độ hoạt động phù hợp. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành sử dụng chiếc máy lọc không khí Hitachi EP-P50J này. Đầu tiên, sau khi cắm nguồn thì chúng ta sẽ bật công tắc máy. Nút on off ngoài có chức năng là bật tắt máy thì khi ấn liên tục còn có chức năng là chuyển các chế độ làm việc của máy. Bạn có thể thấy máy đang ở đèn của máy đang ở màu cam. Khi đèn ở màu cam thì tức là máy đang hoạt động các chế độ ở bên dưới. Và khi đèn màu xanh tức là máy sẽ thực hiện các chế độ ở bên trên. Nút đầu tiên là nút chế độ lọc không khí. Nút tiếp theo là lọc các chất gây dị ứng. Tiếp theo là chế độ khử mùi mạnh. Các bạn có thể thấy là khi chuyển sang chế độ khử mùi mạnh thì máy chạy mạnh hơn, giúp hút được nhiều mùi hơn vào trong máy. Ở chế độ này thì độ ồn của máy khi làm việc cũng cao hơn. Đây là chế độ hẹn giờ của máy. Máy chỉ có một chế độ hẹn giờ duy nhất là 4 giờ. Đây là chế độ hẹn giờ của máy. Ở chế độ Eco thì có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 23%. Khi máy lọc và cho không khí sạch thì máy sẽ tự động ngưng chạy chế độ này. Do đó nếu bạn muốn bật máy để sử dụng lại thì chúng ta sẽ bật máy lên. Máy gồm có 3 tốc độ gió là thấp, trung bình và cao. Nút mắc là khi không khí ô nhiễm thì nên sử dụng chế độ này để máy xử lý không khí ô nhiễm trong phòng được nhanh chóng hơn. Khi chuyển nút này thì máy sẽ hoạt động mạnh liên tục trong vòng 10 phút, sau đó sẽ tự động chuyển về chế độ ban đầu, nên là người dùng sẽ hoàn toàn yên tâm khi nhỡ có quên chuyển về chế độ ban đầu thì máy sẽ tự động làm việc đó cho chúng ta. Đèn e-sensor báo chất lượng không khí trong phòng. Ví dụ đèn sáng cố định như thế này, tức là không khí trong phòng đã sạch. Còn khi mà đèn nhấp nháy thì chứng tỏ là không khí trong phòng chưa được sạch. Nếu mà đèn clean này màu đỏ, hiển thị màu đỏ thì tức là bạn cần vệ sinh các bộ lọc sau một thời gian sử dụng. Và biểu tượng cuối cùng đây là mắt nhận điều khiển từ xa. Mắt nhận điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa của máy thì có đầy đủ các chức năng. Điều khiển từ xa này sử dụng 2 pin AA 1,5V. Theo các nhà sản xuất khuyến cáo thì chúng ta nên để máy hoạt động ở chế độ tự động. Khi không khí bẩn thì máy sẽ tự động chạy mạnh lên, và khi mà không khí đã sạch thì máy sẽ hoạt động ở mức thấp để duy trì. Vậy nên khi cần tạo ẩm, độ ẩm dưới 60% thì bạn nên chế độ. Vậy nên khi cần tạo ẩm, nếu độ ẩm nhỏ hơn 60% thì bạn sẽ chọn chế độ Skin. Máy sẽ tạo ẩm ở mức 60%. Các bạn có thể thấy Ở phía trên đây có hiển thị các thông số 30, 40, 50, 60, 70%. Thì đây chính là độ ẩm hiện tại ở trong phòng. Về cái độ ẩm hiện tại này thì nó không hiển thị rõ ràng cụ thể con số bao nhiêu, mà nó chỉ hiển thị ở một cái mức chung chung. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy đèn màu cam nghiêng về mức 40 thì chứng tỏ là độ ẩm trong phòng đang ở tầm 40%. Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J có khả năng lọc nhanh chóng trên diện rộng nhờ công suất lọc cao. Máy thích hợp sử dụng cho những phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc có diện tích lên đến 33 m². Vậy là trên đây siêu thị Hải Minh đã giới thiệu đến các bạn chiếc máy lọc không khí Hitachi EP-P50J được nhập khẩu và sản xuất nguyên chiếc tại Nhật Bản. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua và sử dụng chiếc máy lọc không khí này, hãy nhanh chóng liên hệ với siêu thị Hải Minh theo hotline tại Hà Nội 0918 486 458 hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh 0902 787 139 để được tư vấn trực tiếp. Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website của siêu thị Hải Minh, đó là sieuthihaiminh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn để tham khảo thêm nhiều sản phẩm máy lọc không khí đến từ những thương hiệu khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.